Vâng, thưa nhà báo Từ Nữ Triệu Vương, chúng tôi muốn trở lại câu nói làm dậy sóng dư luận của Trấn Thành, đó là nếu quý vị thấy nhảm thì hãy tắt tivi. Chị nghĩ sao khi mà phát ngôn này được đưa ra từ một nghệ sĩ đang được coi là linh hồn của các game show hài hiện nay? Tôi xin đính chính lại một chút lời của chị. Nếu mà nói Trấn Thành là nghệ sĩ thì tôi không gọi Trấn Thành là nghệ sĩ, tôi gọi anh ấy là diễn viên hài. Bản thân Trấn Thành ấy, so sánh với Hoài Linh, mà nói rằng Hoài Linh là một người luôn luôn đi đầu trong các sân khấu hài, nếu sân khấu hài mà sân khấu hài bình dân thì tôi có đồng ý. Bởi vì dù sao ở anh Hoài Linh vẫn có một cái chất sâu cay, chất tài trí tuệ. Thế còn nếu mà nói Trấn Thành nói là một diễn viên hài cười, hài nhạt thì hoàn toàn đúng. Bởi vì sao? Ở Trấn Thành tôi không thấy có sự sâu cay. Có thể cái thời kỳ mà anh ấy bắt đầu vào nghề ấy, thì là tôi thấy anh ấy thú vị, bởi vì anh hơi nhang nhác, có một cái gì đó giống như anh Thành Lộc. Nhưng sau đó thì là dần dần tôi không còn thấy cái điều đó nữa. Có thể là anh ấy cách tân, anh ấy đổi mới, và cách tân đổi mới của anh thì hiện nay đang phù hợp với nhiều game show. Và cũng phải nói là vì sao các game show sử dụng anh nhiều thế, như các bạn vừa cho chúng tôi biết và cho tất cả khán giả biết rằng là 15 game show, nếu mà điểm nhanh về Trấn Thành, anh ấy xuất hiện trong 15 game show thì cũng không thể trách được. Bởi vì hãy thử nhìn lại anh ấy trong cái thời gian vừa qua, quá nhiều nhà sản xuất mời. Hoài Linh thì không tham gia, Việt Hương ít tham gia hơn, chỉ một số nghệ sĩ nước ngoài hải ngoại thì có về Việt Nam để biểu diễn, nhưng mà họ cũng lựa chọn từng game show để họ làm. Bản thân Trấn Thành thì anh ấy đồng ý, hầu như anh ấy đều đồng ý hết tất cả. Anh ấy từng nói trên kênh 14 rằng là anh ấy xuất hiện ở đâu thì anh ấy sẽ bảo đảm được cái lượng rating ở đó. Anh ấy xuất hiện ở đâu anh ấy sẽ tham gia, anh sẽ chú ý vào game show và tất cả, chú ý vào kịch bản và game show, vào chương trình. Thế nhưng tôi không hề thấy điều đó. Và một cái câu nói của anh ấy trong một cái buổi tối hôm mùng 7 tháng 3 đã làm dậy sóng dư luận, truyền thông rằng là hãy tắt tivi đi nếu mà các bạn thấy hài nhảm. Thì tôi thấy đó là một cái thách thức không được ở một diễn viên. Một diễn viên mà ăn tiền của khán giả, một diễn viên mà được khán giả yêu thương, ít nhất là một số khán giả đã từng yêu thương. Anh ấy đã xuất hiện, và nhà sản xuất chứ, nhà sản xuất đã trả tiền cho anh ấy để anh ấy được phép xuất hiện ở trong các chương trình đó, thì anh ấy nói câu đấy là không được, không thể chấp nhận được. Vâng, đúng như chị nói là hiện nay thì gần như là cứ mở tivi ra là thấy Trấn Thành. Nhưng mà bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích Trấn Thành thì cũng có một số ý kiến đưa ra rằng Trấn Thành cũng chỉ là người được thuê về để làm, anh ấy cũng chỉ là một diễn viên thôi, còn đằng sau đó là cả một ekip, một bộ máy sản xuất hoặc là một công ty nào đó. Cho nên là lỗi thì không hoàn toàn, nếu như mà hài, các game show hài có nhảm thì lỗi không hoàn toàn ở Trấn Thành. Nếu mà chị nói như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tách biệt ra rằng là như thế này. Khi có một cái format, có một cái chương trình phải dựng lên một cái format. Và cái format đó thì người ta sẽ mời Trấn Thành về hoặc mời ai đó thích hợp tương tự như Trấn Thành chẳng hạn về để làm cái chương trình đó cho họ. Và Trấn Thành nhận lời, bản thân format được dựng lên, chương trình được dựng lên và mua sóng của đài truyền hình, đúng không ạ? Mua sóng ở bất kỳ nhà đài nào đó, và đó là câu chuyện của nhà quản lý nữa rồi. Không riêng gì câu chuyện của nhà sản xuất, họ phải dựng lên một cái chương trình có chất lượng, kém nhảm để hài lòng khán giả, hài lòng nhãn hàng. Thì cái vai trò của nhà cái vai trò của nhà quản lý ở đây là ai? Ra sao và như nào? Tại sao lại để lọt những cái chương trình hài nhảm đến mức như vậy? Thì tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện không phải của riêng Trấn Thành mà của rất rất nhiều. Và trong đó thì là tôi đánh giá cao ở cái vấn đề là nhà quản lý họ sẽ nói gì và họ sẽ trả lời nào sau cái việc mà Trấn Thành đưa ra một cái thách thức như vậy. Vâng, bản thân chị là một phóng viên theo dõi mảng văn hóa, và chị cũng nhận, chị không công nhận là Trấn Thành là một nghệ sĩ, rồi chị cũng nhận ra những cái chương trình hài hiện nay về chất lượng của nó nhảm, nó nhạt. Vậy thì chị nghĩ sao khi mà rất đông khán giả, thực ra trong đó có cả tôi và có cả nhiều người khác nữa, đang hào hứng xem những cái sản phẩm như vậy, nó phản ánh điều gì? Các bạn hãy thử xem, khi các bạn ra ngoài đường, các bạn tắc xe, rồi các bạn lên Facebook, các bạn sẽ thường xuyên gặp những cái thông tin mà nó rất mệt mỏi, các bạn cũng cần cười xòa một cái. Nếu các bạn chú ý thì là sẽ có một cái chương trình tứ trụ Tiếu Lâm,
một cái chương trình có chị Hồng Vân, anh Minh Nhí, chị Thanh Thủy và đồng thời anh Đức Hải, đó là một chương trình hài, hoặc là chương trình một cái game show về hài cực kỳ thú vị và chất lượng. Ở đấy họ sẽ phân tích cho các bạn biết thế nào là hài nhảm và thế nào là hài trí tuệ. Thì tôi rất thích cái chương trình đấy và tôi không hiểu vì sao là cái chương trình đấy lại được truyền thông làm ít đến như vậy. Nhưng đó là một trong những chương trình mà trong suốt gần 20 chương trình về hài tôi đánh giá cao. Thì là trong cái chương trình Tứ Trụ Tiếu Lâm đấy thì chị Hồng Vân có nói một cái câu là các em dạy thí sinh thì có nói là các em đừng làm những cái hài mà người ta cười xòa xong người ta bước ra khỏi sân khấu người ta không thấy cái gì cả. Mỗi một cái kịch bản hay mỗi một cái chi tiết dù là 3 giây thôi, 1 đến 3 giây thôi mà người ta cười xong người ta lắng đọng và người ta khóc, người ta suy nghĩ về điều đó thì đó mới gọi là hài. Hài thật sự, hài trí tuệ và hài đi sâu vào tấm lòng của người khán giả. Thì ở Trấn Thành tôi nhận thấy rằng là tại sao người ta thích, bởi vì bây giờ người ta rất mệt mỏi khi người ta không phải, người ta rất thích khi mà có cái gì đó để khiến người ta cười xòa, nhưng người ta vẫn mong muốn khát khao có cái gì đó, có những cái vở hài trí tuệ để cho người ta lắng đọng. Bởi vì sau mỗi một vở hài tôi cam đoan, tôi nghĩ rằng vì tôi chắc chắn rằng là sau mỗi vở hài trí tuệ thì nó vẫn dạy cho ta một bài học rất tốt. Vâng, những nghệ sĩ dù lớn dù nhỏ họ cũng phải có công chúng, có được cái vị thế như ngày hôm nay để có thể được rất nhiều nhà sản xuất mời đến, rồi có một cast rất lớn như Trấn Thành chẳng hạn thì chắc chắn là phải cần một công chúng rất lớn của mình. Nhưng mà khi anh ấy thách thức khán giả là không thích xem thì tắt TV đi, và chắc là anh đang quay lưng lại với những người đã mang lại quyền lực cho anh ấy. Đúng rồi, tôi nghĩ là Trấn Thành dạy rồi. Tôi nghĩ là sau cái đợt này thì Trấn Thành thể nào cũng, tôi đoán thôi, thì Trấn Thành cũng sẽ phải suy xét lại cái ngôn ngữ của mình. Anh ấy không xin lỗi nhưng anh sẽ cẩn trọng hơn trong cái ngôn ngữ của anh ấy, bởi vì là một người mà đã trả, rất nhiều khán giả đã trả tiền cho anh, trả tiền thông qua các nhãn hàng tài trợ cho chương trình, cho nhà sản xuất. Và bản thân anh ấy xuất hiện trong chương trình đó, ai là người mua sản phẩm? Đó là khán giả là người mua sản phẩm. Anh đã quay lưng lại với khán giả, thì có nghĩa rằng là anh đang tự đào thải chính bản thân anh ấy. Và sau đợt này tôi nghĩ rằng là Trấn Thành sẽ bớt bạo miệng hơn. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái Trấn Thành tốt đẹp hơn. Vâng. Như chị vừa nói là cuộc sống quá mệt mỏi khiến người ta muốn cười xòa, vì thế cho nên rất nhiều khán giả thì lại trở nên là rất là dễ dãi trong việc thưởng thức các tác phẩm hài chẳng hạn. Theo chị thì công chúng nên làm như thế nào để chứng tỏ rằng mình là một khán giả thông thái, đặc biệt là làm thế nào để họ có thể thể hiện được quyền lực của mình trước những nghệ sĩ vì đồng tiền mà quay lưng lại với họ? Các bạn, nếu các bạn chú ý xem cái số liệu, như số liệu rating mà các bạn đã đưa ra cho khán giả biết, thì nếu các bạn theo dõi thì là năm 2016 đến đầu năm 2017 tôi có theo dõi điều đó, thì các game show về hài nhảm ở trên đài truyền hình Vĩnh Long và ở trên ngay cả VTV, cái số lượng rating kém hơn những game show sạch. Nếu các bạn theo dõi thì hoàn toàn là như vậy, và đó là một trong những điều mà tôi thấy mừng. Bởi vì sao? Bởi vì là khán giả họ cái gì mới thì họ thích, nhưng mà theo thời gian họ sẽ tự đào thải những cái mà nó kém văn hóa, kém chất lượng, và họ chọn lọc món ăn tinh thần tốt hơn, bồi dưỡng tâm hồn của họ tốt hơn. Xin cảm ơn nhà báo Từ Nữ Triệu Vương. Thưa quý vị, khi chúng tôi phát sóng chương trình này thì cũng có một làn sóng khác đang âm thầm diễn ra, làn sóng tẩy chay những chương trình hài nhảm. Game show hài với một format không thay đổi, sử dụng nhiều chiêu trò biến tiếng cười càng lúc càng bị dễ dãi, nhảm nhí và tục tĩu, khiến cho khán giả ngày càng mất lòng tin. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến game show trong những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 bị sụt giảm đáng kể về lượng người xem. Theo thống kê của một công ty chuyên về cung cấp các giải pháp quảng cáo trên truyền hình, quyền lực của khán giả thể hiện ở đây.